từ xa trên chìa khóa zin của Fortuner nhé. Bộ này thì nó sẽ có 6 tính năng như thế nào: đi xa thì mình đi xa khỏi cửa thì nó tự lốc, mà tới gần tự mở. Mình ví dụ mình để quên chìa trong xe á, mà mình đi ra ngoài á thì nó sẽ báo quên chìa. Thứ thêm một tính năng nữa đó là khi mình chạy trên đường cứ 20 km/h thì nó sẽ tự lốc cửa cuốn cánh luôn. Rồi nó sẽ thêm tính năng quan trọng nữa là để nổ từ xa. Rồi dừng đợi. Đó, bây giờ mình để chìa trong xe nhé, còn mình đóng cửa. Đó, nó sẽ báo quên chìa trên đồng hồ luôn. Đó, và mình phải mở cửa ra để mình lấy chìa. Rồi, nó sẽ hết báo. Chìa khóa đi ra khỏi xe từ tự lốc này. Rồi tới gần, tới gần tự mở. Nó chậm một tí. Rồi. Sau đây là cái tính năng để nổ từ xa trên chìa khóa. Từ đại sứ nó kêu một tiếng. Rồi, 1, 2, 3. 1. Cửa lốc này. Khi cửa lốc xong này mình đợi một tiếng bíp. Sau đó mình sẽ nhấn đèn nổ từ xa bằng 3 lần lốc. 1 này, 2 này, 3 này. Đó. Gương mở ra và máy nổ lên. Khi máy nổ thì mình không thể bấm mở bằng chìa khóa được. Thì lúc đó mình sẽ nhập mật khẩu. 1 này. Cửa mở. Sao mình lên xe mình đi thôi.